Cô xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Và ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim lại quay cho em cái mẫu lồng cu gáy. Hôm trước thì có livestream các cái mẫu lồng họa mi này. Đấy, đây là nhiều anh em lại thích cu gáy này, bảo sao không like lồng cu gáy. Thì ngày nay thì em lại quay cái mẫu lồng cu gáy cho anh em xem. Đây thì hiện tại thì ở siêu thị lồng chim ở kho thì có rất nhiều các mẫu lồng cu gáy, các giá mức giá khác nhau từ 370.000 trở lên. Thì có rất nhiều các cái mẫu lồng khác nhau. Thì ở đây thì có hai mẫu này thì em sẽ quay cho anh em. Đầu tiên đây là cái mẫu lồng cu gáy quả đào cửa chữ phúc. Mẫu cửa chữ phúc này là size 40 cm nhé, dành cho những anh em mà nuôi cu gáy để đuôi, muốn có cái kích thước lớn, bởi vì chú chim ở trong lồng của mình muốn để đuôi thì phải lồng rộng đúng không ạ? Nếu không thì sẽ chạm đuôi thì rất là xấu. Đấy. Thế nên là gì ạ? Anh em có thể lựa chọn cái mẫu lồng này nhá. Size của nó là 40 cm. Chất liệu là khung mây nan tre. Cái cửa thì nó sẽ thẳng chính cái cầu chính diện cửa này. Đây là cửa chữ phúc, chân của nó đục rơi đây. Có mẹt đi kèm nhé. Ngoài ra thì anh em lấy lồng thì em sẽ tặng kèm giỏ thóc và cống thủy tinh. Ở phần phía trên lồng thì có đan sợi mây đây, đan mây rất là nhiều lớp ở trên này, anh em treo ngoài trời có thể che được ánh nắng chiếu trực tiếp vào chim. Móc kiểu con cò quen thuộc. Mỗi lồng này thì đang được bán với giá là 650.000 đồng một chiếc ạ. 650.000 đồng một chiếc. Và anh em lưu ý là tất cả giá của sản phẩm siêu thị lồng chim đều chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Anh em đặt hàng thì vui lòng thanh toán thêm phí vận chuyển cho các đơn vị vận chuyển khi nhận hàng nhé. Địa chỉ của bên em là số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Anh em nào mà có thời gian thì có thể qua xem trực tiếp, hoặc là nhờ bạn bè mình qua xem để có thể tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển. Cái mẫu lồng tiếp theo đây đó chính là mẫu lồng cu gáy quả bí. Đấy, anh em nhìn thấy là nhìn là đã biết là quả bí rồi đúng không ạ? Nó tròn tròn đấy, giống quả bí ngô đấy ạ. Đây, cái mẫu lồng này thì trước đây thì cửa của nó nằm ở phía dưới. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì rất nhiều anh em thấy là cái cửa phía dưới thì nó hơi bất tiện một xíu đấy, trong cái việc cho ăn uống cũng như vệ sinh cho chim. Thế nên là siêu thị lồng chim đã cải tiến cái mẫu lồng này, làm theo cái kiểu cửa phía trước đây. Đấy, rất là tiện lợi, anh em kéo xuống là ok cho chim. Thì cái việc vệ sinh ăn uống nó dễ dàng hơn. Size của lồng này là 38 cm, 38 cm. Đây, cái chiếc tiếp theo thì nó vẫn là mẫu của nó thôi. Đấy, để anh em đặt lồng thì em sẽ tặng kèm giỏ thóc và cống thủy tinh cho anh em. Và một cái mẫu tiếp theo thì em cũng muốn giới thiệu cho anh em. Đây là cái mẫu lồng, đây là một cái mẫu lồng rất là quyền năng. Đó là cái mẫu lồng bán chạy nhất của siêu thị lồng chim về mẫu cu gáy. Thứ nhất là gì ạ? Về cái giá của nó thì rất là hợp lý cho anh em. Thứ hai nữa là chất liệu của nó là khung mây nan tre và rất là bền. Thứ ba, cái ưu điểm vượt trội của nó là gì? Anh em có nhìn thấy cái lỗ đổ thức ăn đây không? Rất nhiều anh em thì thích nhất là cái chi tiết này. Đấy, nó rất là tiện lợi này. Anh em dùng cái muỗng đổ thức ăn là không cần phải mở cửa lồng nữa. Cái móc thì bên em sẽ tháo ra trong quá trình vận chuyển để đảm bảo vận chuyển cho an toàn. Thứ hai nữa là tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển cho anh em. Bởi vì những cái mẫu lồng chim ấy thì mặc dù thì cân nặng của nó rất là nhẹ, nhưng mà đóng vào thì nó sẽ cồng kềnh. Thế nên là kích thước của lồng thì nó sẽ cái chi phí vận chuyển nó sẽ phụ thuộc vào kích thước đóng thùng. Thế nên là bên siêu thị lồng chim vẫn cố gắng tối đa cho những chiếc lồng để cái chi phí vận chuyển là thấp nhất cho tất cả các anh em nhé. Cái mẫu lồng này thì ban được bán với giá là 500.000 đồng một chiếc. 500.000 đồng một chiếc mẫu lồng cu gáy quả đào nóc đan mây cửa rơi size 35 cm. Và với một số anh em thì lại gì ạ, rất thích lại nuôi cu gáy để đuôi, vẫn thích cái mẫu cửa rơi chân rửa vơi này, thì siêu thị lồng chim lại có một cái kích thước lớn hơn dành cho những anh em mà thích cu gáy để đuôi. Đây là cái mẫu lồng cải tiến của cái mẫu lồng đan mây chân rơi này. Thì mẫu lồng này được thiết kế chân quỳ và mọi chi tiết thì nó sẽ to hơn, size của nó là 40 cm. Cái phần cửa nó cũng khác biệt hơn một chút, mỗi cái mẫu sẽ làm một chút cách điệu để nó có sự khác biệt khác nhau. Thì anh em có thể đa dạng các mẫu lồng để mình lựa chọn nhé. Đấy, tùy theo nhu cầu sở thích thì mình có lựa chọn các mẫu lồng phù hợp, không có cái nào là đẹp hơn cái nào cả, đúng không ạ? Tùy theo thì mà mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Đây là mẫu chân rơi này, chân quỳ. Mẫu lồng này thì đang bán với giá là 850.000 đồng một chiếc. 850.000 đồng một chiếc đan mây này, em nhìn thấy cái nan to như nan lồng mây luôn, vô cùng bền nhé, rất là bền cho anh em luôn này. Anh em dùng thoải con gà mái không bao giờ hỏng luôn, rất là bền, size 40 cm.
Và nếu như mà anh em yêu thích các sản phẩm của siêu thị Lồng Chim thì hãy liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0964278585 và 0984217365 để có thể sở hữu cho mình những chiếc lồng cô gái tại siêu thị Lồng Chim. Ngoài ra thì các mẫu lồng của bên em đã được update ở trên website siêuthilongchim.net. Anh em có thể truy cập vào website, chọn danh mục lồng cô gái và lựa chọn cho mình những cái mẫu lồng chim phù hợp để đặt hàng trực tiếp trên website. Và cũng như là gì, anh em muốn theo dõi các video của siêu thị Lồng Chim với các mẫu lồng thì hãy nhớ nhấn vào subscribe kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim, nhấn vào biểu tượng hình chuông để có thể nhận thông báo mới nhất về những mẫu lồng cũng như những chương trình khuyến mại khác của siêu thị Lồng Chim. Rất cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ các sản phẩm của siêu thị Lồng Chim nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.